Bây giờ đứng trên nhiều góc độ để phân tích nha. Đầu tiên, đứng về phe nhà nước. Hợp lý không em? Đứng về phe nhà nước. Thì nhà nước vút cái này á là được cái gì? Được cái thuế. Mà không chạy đâu hết á, chắc chắn vút qua app rồi đánh thuế mày, thằng Grab trả. Tiền của tụi mày ít lại. Phí tăng lên, taxi truyền thống nó cạnh tranh tiếp. Đó, được cái thứ hai nữa đó là đỡ kẹt xe. Đỡ kẹt xe em em. Nó đỡ kẹt xe hiểu không? Tại vì bây giờ ra đường mẹ toàn ráp không chịu không nổi mẹ ơi. Ra đường ráp không à. Đó là góc độ nhà nước. Còn góc độ nền kinh tế nó đập chết mẹ ăn ráp luôn để cho ráp nó trở về đúng bản chất của nó. Đúng không? Tại vì cái bản chất của thằng ráp nó đã bị người dân Việt Nam lợi dụng và người ta coi rằng ráp là một cái nghề vậy thôi chết mẹ luôn. Ráp nó không thể nào là một cái nghề được. Đó. Mấy em hiểu không? Bản chất thằng ráp không thể nào là một cái nghề, đừng có nói mẹ làm nghề gì, làm nghề chạy ráp. Đúng không? Mẹ ráp là gì? Ráp là thu nhập nhàn rỗi dành cho xe nhàn rỗi. Cậu đàn này đi vay ngân hàng, đi bỏ học, đi này đi kia để chạy ráp, gõ cho mày một cái một là đúng. Đó, anh đang phân tích góc độ nền kinh tế nghe, anh đang phân tích góc độ nền kinh tế mấy em. Mấy em hiểu không? Anh sẽ phân tích ba góc độ: một góc độ nhà nước, hai góc độ nền kinh tế, ba góc độ mấy em ráp. Mấy em ráp từ từ nha mấy em, giờ phân tích góc độ nền kinh tế một cái đúng không? Cái đạo lý nào mà mày đi nghỉ học mà chạy ráp? Cái đạo lý nào mẹ bây giờ không có nghề nào làm cứ đi chạy ráp hả? Đúng không? Nền kinh tế nó không có cái đó. Nền kinh tế là gì? Ừ, xe chạy taxi là xe chạy taxi. Thằng xe tại chạy taxi nó bố láo á, thì đập cái bóp vô cái mỏ nó. Thì bây giờ mày chạy công nghệ thì mày cũng là xe chạy taxi. Đúng chưa? Đúng không? Mày xe gì tao cóc cần biết. Mày cứ ra đường mày chạy là mày chạy taxi. Nhưng mà cái cuộc đời này nó khốn nạn hơn chỗ. Khốn nạn hơn chỗ là mấy cái thằng ráp á. Nó đứng ra nó lừa đảo và nó bóc lột mấy thằng ráp. Ráp gì ta? Kêu 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 à ráp chủ đi, mấy thằng ráp chủ đứng ra nó lừa đảo mấy thằng ráp xe ôm. Mà mấy thằng ráp xe ôm nó ngu, nó không có nhìn ra được bản chất nền kinh tế. Đúng không? Nó làm cái con mồi, nó làm cái con thiêu thân trong cuộc chơi này. Đó. Nó là nạn nhân. Đúng không? Nó là nạn nhân thôi. Mà nó còn nhiều phát nữa chứ không phải cái này không đâu. Hiểu không em? Vì giờ phân tích góc độ mấy thằng ráp tại sao nó là nạn nhân. Tại sao nó nạn nhân? Tại vì nó nhìn thấy nó kiếm được cái đồng tiền đó, nó chạy một cuốc được mấy chục ngàn, nó tưởng rằng đó là nền kinh tế và nó ăn mấy chục ngàn đó. Nhà nước chưa gõ thuế thu nhập cá nhân nữa nha con, gõ một cái một nữa chắc mày chết luôn. Đó. Đúng không? Vậy mình phân tích ra tiếp tục. Tiếp tục. Thí dụ như á, cái công ty taxi truyền thống nó mua cái xe hơi cho cái thằng cái tài xế đi làm mướn hoặc là khoán xe, khoán xiếc gì đó không biết. Thì cái đó nó mới là cách vận hành kinh tế đúng đắn. Đó. Còn bây giờ mẹ tự nhiên mày mua cái xe ở nhà mày, xong rồi mày đi mày đi chạy ráp, mày đi chạy ráp xong rồi á, mày ăn chia với công ty ráp nhà nước bóp cổ tiền thuế ráp. Xong mày hỏi cái xe của mày có được khấu hao không? Khấu cái quần. Chừng nào mày là taxi Vinasun mày mới được khấu hao. Còn cái này là xe mày là xe cá nhân. Đó. Xe cá nhân khấu hao cái gì? Tiền xăng có được khấu hao không? Có khấu hao gì trên trời đó. Mày thấy mày chết chưa? Mà nói chung á, mấy thằng ráp nó chết là đúng. Tại vì sao? Tại vì nó kinh doanh mà nó quá phụ thuộc. Đúng không? Trong cuộc chơi này nó không là người quyết định. Nó không là người quyết định. Mà trong cuộc chơi này là cái thằng ráp với nhà nước là người quyết định. Hợp lý chưa? Thằng ráp cóc là chết. Thí dụ như bây giờ có bao giờ mà deal được với thằng ráp chủ không? Giờ thôi giờ tao đẹp trai tao chạy 50%. Thằng kia xấu trai hơn chạy 30 thôi. Mày có deal được chuyện đó hay không? Hay là cái chuyện đó nó muốn cho mình nhiêu phần trăm mà nó cho, mà khích nào nó thích bóp thì nó bóp. Đúng không? Nhà nước bóp nó bóp mày. Đó. Hiểu chưa? Hiểu không em? Khắc Cường 3 triệu, sáng lóc rồi giờ lóc nữa. Đó, nên anh nói sơ sơ vậy thôi, nói chung là cái nào nó cũng thấm thía cái đó hết á. Cái nào nó cũng thấm thía, nhất là mấy thằng ráp là chết còn chết nhiều nhiều nữa. Tại vì đi mượn ngân hàng mà mua xe chạy ráp là còn chết đẹp dữ nữa. À, vậy theo anh nên bỏ học chạy ráp so với tụi bỏ học làm YouTube như Hưng Vlog, nó không tạo ra nền kinh tế năng động phát triển mà nhà nước chưa đánh thuế YouTube là quá hợp lý.
YouTube là quá vô lý, từ từ cũng đến thế YouTube thôi. Nhưng mà thí dụ như thằng Hưng Vlog nó xàm, nhưng mà tại có lũ trẻ trâu tụi mày coi, lũ trẻ trâu tụi mày coi xong rồi nó chạy quảng cáo trên đó nó lãnh tiền thì có gì sai hả? Đức Vũ Hán 3 triệu nó hợp lý không em? Áo BBT chất liệu gì van, chất liệu vải em. Đó, có ai không phục trong vấn đề trình bày của anh thì cứ đứng ra mà thể hiện đi. Nó nói tóm lại á, cái việc mà tăng thuế 10% nó là công bằng cho nền kinh tế, công bằng cho nền kinh tế, tại bản thân cái bọn rác mày đã sai rồi, mày đã ăn, đúng không, mày đã ăn tiền từ những cái lúc mà nó chưa có cơ chế đó, thì bây giờ đặt cái cơ chế đó nó công bằng những cái thằng khác thì mày chết ngắt. Nhưng mà còn nhiều cái chết nữa chứ không phải cái chết đó không đâu, hiểu chưa? Đó. Thì thấy bên sân bay tôi hiểu chưa, nó khỏi cho một cái một lên tầng 5 luôn. Đó, sân bay tôi nhất nó khỏi cho một cái một lên tầng 5 luôn, hồi chán lù. Đó, thì cái lợi thế của taxi công nghệ là gì? Đúng không? Một á, là nhiều khi xe mới, mà giờ thấy cũng hết mới rồi. Thứ hai là nó rẻ. Thứ ba là nó minh bạch. Đó, nó rẻ mà nó minh bạch, mà giờ đánh chỗ đó thì sao nó rẻ được? Thì nó phải lên chút đỉnh thôi. Nó lên chút đỉnh thì từ từ nó sang sẹn với kia. Chưa kể bến bãi này nọ kia nữa, thằng Grab nó không bỏ tiền nó bảo kê, đúng không, thì năng lực cạnh tranh từ từ nó sẽ mất đi. Và nói chung nếu mà thằng Grab nó kinh doanh ở Việt Nam không được á thì nó bỏ Việt Nam đi thôi, chết mẹ mới mua xe, thế thôi. Hợp lý không mấy em? Hợp lý không? Nói thôi giờ Việt Nam khó quá, không chơi Việt Nam nữa, bỏ Việt Nam đi, chết bà mới mua xe luôn. À, Hoàng Anh Nguyên 3 triệu em. Mày có ưa hay không ưa gì cũng quan trọng hết, quan trọng là mày 3 triệu. Nó có nhiều vấn đề lắm. Nên vấn đề câu chuyện của con Grab nó sẽ còn chết nữa. Đúng không? Không có một cái nền kinh tế nào nó phát triển mà dựa vào cái bọn xe ôm nó đông tới mức như vậy. Đúng không? Không có nền kinh tế nào như vậy hết á. Mẹ xe ôm đông phải chưởng luôn. Nếu mà nhà nước không quản lý được cái này, nhà nước cũng dở nữa. Đúng không? Làm gì mà xe ôm đông kinh khủng không? Chạy nhông nhông ngoài đường không? Đó. Bây giờ không biết các bạn sao, đường xá thì kẹt. Ra đường toàn xe biển vàng không à. Mà nó chạy con mình à. Đó. Thì cái đó khi mà bạn đứng trong độ nhà quản lý, bạn sẽ hiểu. Nghe. Bạn sẽ hiểu. Em chạy taxi 6 năm vẫn đóng thế đều đều và vẫn ủng hộ sức BBT đều đều. Chạy nữa đi em. Ủng hộ nữa đi em. Anh Duy nghĩ sao về nghề YouTuber? Trên đời này nó không có cái nghề YouTuber. Nhưng không có cái nghề gọi là nghề YouTuber. Nghề YouTuber khó đúng thuế là mày thu nhập cá nhân vô khó cái bóp là chết mẹ hết rồi. Đúng không? Cái đó là tiệt chiêu cuối. Thế thu nhập cá nhân cao nhất 35% đó con. Nhưng mấy YouTuber mà thu trên 100 triệu một tháng là cứ 35% mà gõ thôi. Đúng không? Là mày chết rồi. Nói chung á, nhà nước còn nương đó. Chứ nếu mà nhà nước chơi đúng luật thu thuế thu nhập cá nhân đúng mức khung là mấy thằng YouTuber mà cao cao là cứ gõ 35% xuống cái bóp gãy cổ hết. Đó, mà chưa kể YouTube là nó thay đổi chính sách liên tiếp. Mẹ chơi chứ nó không có lời. Nói chung mẹ chơi với mấy mạng xã hội là không có lời. Nên tao không cho tao đổ tiền vô mạng xã hội hết. Đó. Em hiểu không? 35% đó. Tự bỏ tiền túi ra mua xe. Tự bỏ tiền túi ra mua xe và xăng, giống như bị bóc lột tài sản lẫn sức lao động. Họ tinh vi ngồi một chỗ vẫn được hưởng lợi. Thì đó ai biểu dân Việt Nam mình ngu. Không có nước nào mẹ đổ ra nó mua rác kiểu kinh khủng vậy hết á. Đúng không? Nó chết thì chết, cái chết đó là chết báo trước. Chả có gì mà lạ cả. Chưa tới tiệt chiêu cuối đâu. Nhà nước còn nhiều tiệt chiêu cuối nữa mà kéo cho nó đúng cái sự công bằng là thế thu nhập cá nhân của mấy tài xế nữa. Đúng không? Thuế thu nhập cá nhân của mấy anh tài xế. Đó. Bây giờ mấy anh tài xế á, nó cứ trên 9 triệu, 10 triệu khỏ thuế cốp cái đầu vậy đó. Đâu giải trình được, tiền xăng mày đâu giải trình được. Tiền hư mòn xe cũng đâu giải trình được, cá nhân mà. Chừng nào tổ chức vô công ty hợp tác xã đi rồi giải trình sao. Đó. Khỏ cho mập luôn. Tính ra thằng Grab điếm thúi thiệt, toàn lợi về nó thì rõ ràng. Thì rõ ràng thằng Grab nó lợi dụng cơ chế. Đó, nó lợi dụng cơ chế, nó lợi dụng này nọ kia, lợi dụng những cái ưu tiên luật Việt Nam chưa có,
Nhưng mà khi mà luật Việt Nam nó đi vào hoàn thiện rồi, thằng đó chỉ có chết, sống sao nổi. Giá nó bằng sợ mắc hơn taxi truyền thống nữa. Giá nó bằng nó mắc hơn. Thằng Grab nó đâu có bỏ tiền ra nó mua bãi đâu mấy em. Đúng không? Đâu phải tự nhiên taxi mà vô trong sân bay nó chạy te te vậy. Đúng không? Mày không chơi hợp đồng contract lên lầu 5 con. Đầu lên lầu 5 mà giờ đâu có nghĩa là bây giờ mà nó thôi lên lầu 5 cũng được, Tân Sơn Nhất xây cho mày cái thang máy. Ừ chờ đi con, 10 năm sau tao xây cho mày cái thang máy. Còn giờ leo thang bộ đi, qua ly hả, kéo đi. Thay chán luôn. Chán luôn. Nên cái gì cũng vậy, mình phải tính toán cho thận trọng. Vậy thôi, anh không có, anh cũng không có đam mấy em taxi Grab hay riết gì hết á. Mấy em phải tính toán cho thận trọng. Đúng không? Cái ngày hôm nay có được không nghĩa là năm sau có được. Có mấy thằng nó hay, nó mới mua xe nó chạy tháng 20. Nó chạy một tháng nó kiếm được 20, 30, cho là 20 đi xong nó nghỉ hết chi phí ở còn 10 triệu, ôi ấm mẹ rồi. Nó còn 10 triệu ấm mẹ rồi, chưa tính xe nó banh nóc banh dơn. Đúng không? Mà nó chưa tính, ngày hôm nay mày 10 triệu đâu nghĩa là ngày sau mày 10 triệu đâu. Thị trường nó cạnh tranh này nọ, còn nhiều cái mà giảm doanh số lại, thằng Grab Grab nó bóp lên cái nữa ngáp. Tính vậy đó, đúng không? Nó là anh hùng bàn phím, trình độ không tới, suy nghĩ không sâu. Chết. Chết mà chết cả chuỗi luôn chứ không phải chết mình đâu. Nhiều thằng giống vậy đó. Ở mà có mấy thằng ở tỉnh nó mua xe nó lên thành phố nó chạy ráp, ông nội tôi gặp tụi nó là tao muốn đồ xác. Nó chạy cà rù ba ơi, nó không biết đường mày ơi. Nó chạy cà rù vậy đó, ở Việt Nam chứ đâu phải là bên Mỹ đế đâu mà chơi Google Maps mày. Ở Việt Nam chạy là phải biết đường. Còn chạy không biết đường thì chỉ rớt một trong hai hoàn cảnh thôi. Một, công an hốt mày, hai bị kia chửi. Đó. Hợp lý không em? Có trường hợp biển số tỉnh bây giờ đổi vàng dễ biết lắm, cứ đổi vàng là biết ông nội này rồi, xong ráp viết gì hay gì thôi đó, hoặc xe hợp đồng hợp biết gì đó, biển số tỉnh chạy cà bò đó, mua xe lên chạy ráp, hoàn cảnh đó nhiều lắm. Mà nói chung mập hơn ngân hàng, ngân hàng nó ăn nó mập, nhưng mà ngân hàng nó ăn nó mập với điều kiện mà ráp này không bể, mà thằng ráp này bể thằng ngân hàng này cũng bể mỏ luôn đó. Chết chùm mấy em. Mày thấy ngân hàng vào đây nó rao bán xe mà mấy chục triệu một chiếc chưa? Nó toàn là nạn nhân của mấy Grab không đó. Chạy Grab đã khổ rồi còn đánh thuế nữa, ai biểu mày ngu. Trước sau nhà nước đánh thuế thôi sao mày bất ngờ vậy? Khổ khổ kệ mày chứ. Mày khổ chạy chạy lại vì cái khổ của mày gánh cả xã hội nó khổ theo à. Thôi đừng có rên em ơi, tao nói thiệt mày có chơi có chịu rên cái gì? Nghe, không có rên mấy em. Chạy ráp đã khổ rồi còn đóng thuế nữa, biết khổ sao làm. Đâu phải mày nghèo đâu, mày cũng có tiền mày mua xe vậy, đâu phải là nghèo quá đâu em. Vậy cái bọn không có xe đi bưng bê chắc nó kêu bằng mạt rẹp luôn rồi. Chạy ráp đã khổ được đến thuế đâu, thằng chạy taxi nó cũng khổ vậy, nó cũng ăn thuế từ mấy năm nay thôi. Ô, rên rên con khỉ. Hèn chi trung tâm thương mại taxi đậu bình thường, ráp bốn bánh lại bị bảo vệ đuổi không cho đậu chứ sao nữa, mày không trả tiền bãi cho mày đậu. Mày phải kêu mấy thằng Grab của mày hàng tháng trả tiền bãi 50 triệu. Ok, anh cho mày đậu. Trời đất cơ mày vô đất người ta mà đòi kiếm ăn trên đời, xin lỗi có đạo lý của mấy thằng khùng thôi. Đúng không? Bởi vì khi mấy thằng Grab Grab mẹ lăn tơn bánh xe người ta đập hoài. Mày mày kiếm ăn trên đất người ta chứ còn cái gì nữa. Trời ơi. Cái đó là tụi em non về kinh nghiệm sống. Không, trời không đúng có sai. Đời nó phải có điều. Tự nhiên ra bến xe của người ta năm ông xe ôm đang mua bãi đó bao nhiêu năm trời rồi. Ông mới ra đi lặng lặng dành ra dành khách trước mặt ông biểu cho ông đừng đập. Ông đập thì kéo ben ráp lại đập qua đập lại thì thích thì đập thôi. Nhưng mà bảo đảm mà tình trạng nó còn nhiều. Thế thôi à. Ngược lại mốt tự nhiên khách của mày đang vậy ngô việc lợi xúc mày chịu không? Mày cũng nổi điên lên đập nó thôi. Nó thí dụ như giờ á nhỏ đó bút ráp mày chạy tới rồi xong rồi thấy xe mày cùi quá, xe ngô việc ngon hơn, tài xế ngô việc khoai to hơn, đi ngô việc mày cay không? Trong khi nó bút mình mà giờ nó đổi nó chọn kia, khách nó có quyền đúng không? Mà thí dụ như thằng ngô việc mà tự động chọn không nói, thằng ngô việc lợi dụng đẹp trai lạng lạng tới em đi anh này anh rẻ hơn này abc đồ xào chẻ đồ các kiểu, anh ngô việc dù luôn anh khỏi chơi app, đi ngang đi tạt cứu luôn đúng không? Ví dụ như anh bây giờ em bút quá 70 thôi anh đưa em về về, về bến 50 luôn đó. Còn chút khách bo em được nhiêu thì em bo lại anh nhiêu đó. Có đọc không?
cái gì? Thuế tăng cao sẽ quy hoạch Grab về mục đích ban đầu là tận dụng xe nhàn rỗi, nhưng không thể làm giàu từ Grab nữa. Chưa có thằng nào mà gọi là làm giàu từ Grab hết. Ô, nó chạy Grab khổ thế bà nội luôn chứ dụng chữ làm giàu nghe nó hơi bị nể à. Cho dù ông công đức, ông dẫn phu câu, ông lên, ông chạy Grab kha một tháng 30 triệu cũng nghèo nữa chứ sao giàu được. Đúng không? Bây giờ ông phân tích cái ông được 30 triệu, ông chạy Grab kha của nó, ông giàu kiểu gì? Nó, ông mua cái xe ông trả góp hàng tháng 11, 12 triệu rồi. Đúng không? Rồi tiền xăng ông chưa tính, tiền khấu hao ông chưa tính hả ông nội? Rồi ông dẫn cái đích của ông lên cái xe, ông nằm ông ngủ trên đó ngày mười mấy tiếng đồng hồ, mốt bị trĩ luôn, bị thoát vị địa điểm đồ, tiền bảo hiểm tích chưa? Ơi giỡn hoài. Mấy ông nội này đúng là tính non thiệt chứ. Chưa kể nha, tôi nói thẳng cho mấy ông nghe, ở Việt Nam mình nó còn khổ, mấy ông còn muốn chạy như chạy. Ở bên nước ngoài quá 8 tiếng méo cho chạy nữa đó. Mày chạy quá 8 tiếng phạt tiền, biết chưa? Biết vụ này chưa? Biết chưa? Nói cho mày nghe, mở rộng tầm nhìn nè, đi qua bên châu Âu đi. Tài xế chạy 4 tiếng phải nghỉ, xong rồi chạy tiếp 4 tiếng nữa, ngày không được chạy quá 8 tiếng. Quá 8 tiếng nó phạt cho chết mẹ luôn, tước bằng luôn. Ghê chưa? Mai mốt ở Việt Nam mà ra cái lệnh đó mấy ông nhắm mấy ông sống nổi không? Nhưng mà trước sau thì phải ra thôi, tại đó là văn minh. Cái đó là văn minh. Đúng không? Chậm hay muộn hay nhanh hay gì thôi, nhưng mà trước sau thì phải ra. Chứ bây giờ cho ông chạy 9 tiếng ông buồn ngủ, ông đụng chết mẹ người ta rồi, ai đền? Hợp lý không mấy bạn? Nó mấy cái đó là phải ra cho mấy xe tải này, xe công nữa. Ông mới chạy kiểu đó. Nói chung là nước mình nó còn nghèo thì mấy ông còn xào chẻ thôi. Chứ mấy mốt mà nó vô nề nếp cái thiệt á, chạy rác của nước mặt rệp. Nha. Ở bên Mỹ á, mà chạy Uber á, chỉ có bọn Mỹ đen là một nè, bọn Mỹ màu là hai nè, xong cái bọn sinh viên là ba thôi. Mà bên bển là xe của nó ông ơi. Ở bên Mỹ là xe của nó. Hiểu không? Chứ nó không phải là nó mua cái xe để nó chạy rác đâu. Trời ơi, cuộc đời tôi đi Uber bên Mỹ hơi bị bá đó. Kể cho bà nghe. Nha mấy ông nội. Mấy ông ngồi mấy ông ngọn cái đít ông trên rác mười mấy hai chục tiếng mà mấy ông còn khen mình rồ nữa. Thua luôn.